Hello, xin chào mọi người đã đến kênh của mình Long Vlog nha. Hôm nay mình sẽ làm một món bánh tắc ok tại nhà. Mọi người xem cùng mình bắt tay vào nấu nha. Nguyên liệu đầu tiên của mình là đơn giản thôi. Có là một cái bột, một cái bột gạo nha mọi người. Một cái gạo. Và mình ít bột nam, đang lại chút mình phe cho bột gạo cho nó dai nha mọi người. Cái viên một chén trứng cút đẹp đó là hai cây xúc xích. Nguyên liệu của mình là đại đà, bột đê, bột ngọt, ớt, đường, dầu, tương. Rồi bây giờ đầu tay của mình làm nha. Tiên là mình chấm vào đây là một gói bột. Có một cái là tương đương 400g đổ vào đây luôn. Mua ngoài siêu thị mình làm cũng được, ngoài siêu thị mình mua về có khi mình nấu lên á cộng bột một khi nó bở, khi nó dai nó không có ngon bằng ở nhà mình làm nha mọi người. Mình là cũng sơ rồi, bây giờ mình chén nước sôi vào đây. Chén nước sôi vào đây để mình nhào. Mình cái canh mình làm thôi nha. Cho mình không có đâu bao nhiêu nước hết. Để nước thật là sôi nha mọi người. Dễ ngâm chín dễ nhào. Thank you.
bột nó cũng không phải dính tay gì lắm nữa, nó khô dễ làm. Giờ đi nước lạnh nha mọi người, rồi cho nó ra bớt cái chất nóng, cái chất nhựa của nó. Cái chất nhựa gì? Rồi bắt đầu mình cho vào cái thau nước té thì mình ngâm nha. Cái té ra mình ngâm cho nó lạnh khoảng 10 phút rồi nó chớp ra. Đâu mình cho dầu vào đây nha mọi người.
riêng với lại mình chưa sắp xếp không gian. Bye bye mọi người.